Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin được kính chào toàn thể các bác ạ. Buổi chiều của ngày 22 tháng 7 năm 2022 thì em Hồng đang có mặt tại cơ sở 2, đường tránh thành phố Cầu Sung Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác nhé. Thì hậu trường của cơ sở 2 buổi chiều ngày hôm nay em muốn quay giới thiệu đến toàn thể các bác là đang trong cái quá trình cắt cây gỗ cẩm hồng các bác nhé. Hôm trước có cập bến về những cây lim và cẩm hồng thì ngày hôm nay cây cẩm hồng dài 13m đang cắt một đoạn là 3m68 thì khúc còn lại là dài là 9m2 các bác ạ. Đấy, rất là vip luôn. Thì bên em sẽ để nguyên dài 9m2 để xẻ để phục vụ những các bác khách hàng vip và cần những cái mặt bàn hoặc là những cái tấm chiếu dài lên tới trên 9m các bác nhé. Đấy, đây là hậu trường cái quá trình đang cắt cây cẩm hồng này. Đầu này bên em sẽ làm chiếu đôi và bên kia sẽ làm chiếu một tấm hoặc là những cái chiếc mặt bàn cực kỳ là vip, vô cùng là vip với chiều dài lên tới 9m2. Đấy, các bác nào có nhu cầu cứ mạnh dạn inbox hoặc là để lại số điện thoại giúp em để được bên em gọi điện tư vấn và báo giá cho toàn thể các bác nhé. Về những cây cẩm hồng và lim cực kỳ là đẹp, đầu rất là đặc luôn các bác ạ. Đây, em quay sát lại để cho các bác xem này. Đấy. Và hàng bên em thực tế là cập bến và trong cái quá trình xẻ hàng hoặc là trong cái quá trình sản xuất bào trà thì em cũng có quay giới thiệu từng sản phẩm cho toàn thể các bác rồi. Rất là vip luôn với những cái cây cẩm hồng và cây lim rất là đẹp. Đấy, ruột rất là đặc nên là xẻ tấm nào tấm nấy rất là vuông vức, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, hàng đang cập bến và đang trong cái quá trình cắt xẻ tại cơ sở 2. Bác nào có quan tâm đến những cái mặt hàng một tấm một chiếu, hàng hai tấm một chiếu hoặc những cái mặt bàn vip và dài thì các bác có thể nhanh tay liên hệ đến Hoàng Anh Tiến ạ. Đấy, em xin nhắc lại kích thước của cái cây cẩm hồng ngày hôm nay. Cây này có chiều dài là 13m, đang cắt một khúc dài 3m68 làm chiếu đôi và mặt bàn. Và khúc còn lại là có chiều dài là 9m2. Và em xin được giới thiệu về cái đường kính của cái cây cẩm hồng ngày hôm nay. Đường kính đầu gốc là 2m nhá, 2m10 các bác ạ. Đấy, đường kính đầu ngọn là 1m85, rất là vip. Có bác nào mà đường kính đầu ngọn mà 1m85 dám cắt để làm chiếu đôi chưa ạ? Chỉ có Hoàng Anh Tiến thôi các bác ơi. Và hiện nay trên dàn máy xẻ cũng có ra những cái khúc cẩm hồng và lim đang xẻ đấy các bác. Đây là lim này, còn bên này là cẩm hồng này. Đấy, đang được đóng gông rồi nhá. Bên em đang trong cái quá trình cắt này. Đường kính rất là vip luôn. Đường kính đầu gốc là 2m trên 2m. Đấy, gần 2m10 các bác ạ. Đường kính đầu ngọn là 1m84. Rất là vip. Bác nào có nhu cầu đến cái mặt hàng chiếu một tấm này, chiếu hai tấm này, hoặc là những cái chiếc mặt bàn vip ngắn dài như nào, các bác có thể để lại số điện thoại hoặc inbox hoặc là liên hệ đến các số hotline sau 0977 999 000 hoặc 0931 392 777. Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.